cho quá trình mất nhanh thời hiện. Kính thưa quý vị, bài Bạch Kiều Hào Pháp do cố võ sư Minh Tinh, một phái xã hào Tiền Phước sáng tác. Bài có 68 hành pháp lưng thao, biểu chuyển mạnh mẽ. Bạch Kiều văn thượng quá đông phương, hướng khổ song phi đáng đẻ nhân. Hoài tiếng đỏ khai cung khuôn thập sát, hạ bàn quý địa chỉnh tu lương. Bạch Kiều ly sơn tầm bảo kiếm, thanh ngư quá hải tấn kim thương. Phục hổ xa thần trường phóng tiễn, hắc ngư khai giác lập trù điện. Các bác sĩ quý vị tán thưởng cho một tràng pháo tay.